Xin chào các bạn. Đây là một chiếc máy xúc tí hon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bộ phận của máy xúc nha. Nào, cái gàu múc đâu nhỉ? Đố các bạn nhỏ biết đâu là cái gàu múc đấy à, đây đúng không? Không phải à, đây đúng không? Không phải. Đâu nhỉ? À, đây đúng không? Đây, đây chính là cái gàu múc nè. À, cái gàu để múc đất lên nè. Nó có nhiều cái răng nè. Các bạn nhìn nó có rất nhiều cái răng nhé. Đó. Cái răng này. Cái răng nhọn đấy để làm gì nhỉ? Để múc sâu vào đất vào đá nè. Thế còn cái cabin đâu? Các bạn thử xem trong cabin ở chỗ nào nhá. Cabin đâu nhỉ? Đây, cabin đây phải không? Không phải rồi. Cabin đâu nhỉ? Cabin đây đúng không? Đây đúng rồi, đây là cabin nè. Cabin là nơi mà chú công nhân ấy ngồi để điều khiển máy xúc đấy, làm máy xúc đấy. Nếu các bạn biết cái cần điều khiển máy xúc đâu nhá. Chà chà. À, cần điều khiển phải ở trong cabin rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây, cần điều khiển đây. Đó, cần điều khiển nhỏ xíu trong này. Ở phía trước chú công nhân đấy. Đó, trước mặt chú công nhân. Đó. Đây. Đây hai cái cần điều khiển đây nhá. Điều khiển cho máy xúc lên xuống này. Máy xúc xúc đất này. Xúc này. Xúc này. Đó, là điều khiển ở đây nhá. Trong này có cái ghế ngồi của chú công nhân này. À, các bạn biết ống khói ở chỗ nào không nào? Đây rồi, ống khói đây rồi, đây. Đây ống khói đây các bạn. Đấy, đây chính là ống khói nha. Các bạn biết động cơ của máy xúc để ở đâu không? Đây, động cơ ở bên dưới ống khói trong này. Đó. Máy móc động cơ ở trong này nha. Đó. Ơ thế còn đây là cái gì nhỉ? Và đây nữa, đây là cái gì nhỉ? À, đây là các cái xi lanh thủy lực đấy nha. Đấy, nhờ có cái xi lanh này mà máy xúc có thể xúc đất đấy. Đất cần xúc có thể mà nâng lên hạ xuống được đấy. Có thể máy gầu xúc có thể bọc lại được đấy. Đấy. À, bên trong là có dầu đấy nha. Các bạn biết cái bánh xích của máy xúc đâu nhá. Đây, bánh xích của máy xúc đây. Đây, đây là bánh xích đây. Các bạn nhìn cái xích này. Bánh xích đây. À, bánh xích này sẽ... bánh xích này. Bánh xích này là sẽ quay thì có cái bánh răng này nè. Đấy, bánh răng quay kéo bánh xích chạy nha, kéo bánh xích chạy thế là máy xúc đi được. Đấy, khi nào máy xúc mà muốn đổi hướng nha thì chỉ cần một bên chạy nhanh một bên chạy chậm, thế là ví dụ nha, vần sang bên trái thì bánh xích bên phải chạy nhanh, bên trái chạy chậm lại là ngoan thôi nhé. Máy xúc có thể quay xung quanh trục nè. Ti 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 ti. À, nếu các bạn biết cái đèn xi nhan của máy xúc ở đâu nhá. Đèn xin đổi hướng máy xúc ở đâu nhá. Đây, đây rồi, đó. Đây nữa này, đó. Đây. Đây là hai cái đèn nhá, để khi nào rẽ trái rẽ phải thì bật lên đấy nhá. Biển số của máy xúc đâu nhỉ? Đây, biển số đây. Nâu 0507.1. Đây chính là biển kiểm soát của máy xúc đấy. Nào, thôi bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nhá.